toàn thể tất cả các bạn thí sinh, các game thủ đã đến tham dự vòng chung kết cuộc thi Miss and Mr. Võ Lâm Truyền Kỳ 15. Đến từ đội Vega, đánh là thắng. Đội mình có tên là Storm, cơn bão, sai mặt tất cả. Team của chúng tôi là team tươi ngon. Tại sao ư? Rồi, ăn tôi đi. Đây là Kha. Đây là Tú. Đây là Yến. Đây là Khánh. Đây là Tiến. Đây là Linh. Vì team mình có 6 người nên em sẽ lấy 4 chữ. Vì team mình màu xanh, em sẽ lấy màu tím. Tím lên tím xin. Team mình đến đây với một mục tiêu: mạnh mẽ, quyết thắng, quả cảm, đấu thân. Vậy slogan của team mình là: một cây làm chạm nên non, 6 cây chụm lại, tím lên tím xin. Bạn là ai? Bạn là người như thế nào? Và liệu rằng bạn đã để lại ấn tượng gì với những người xung quanh? Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tất cả những điều này qua phần giới thiệu bản thân của 21 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi năm nay. Tên của tôi là Tăng Việt Hà. Nhưng kết quả như thế nào? Sợt ra toàn là Tăng Thanh Hà. Mình đã cất công bay từ Hà Nội vào Sài Gòn và mình sẽ không về tay không đâu nha. Làng quan họ quê tôi, tháng riêng mùa hát vội. Như các bạn cũng biết, cơ bắp không tự mà có. Không có sự thành công nào mà không nếm trải mùi vị của sự thất bại. Chơi game cũng vậy, muốn được xưng vương, muốn được làm vua thì các bạn phải trải qua sự khổ luyện cũng như sự luyện kiêu.
Oliver Trump người ta gọi tên là Big City, Big City Boy, Big City, Big City Boy, Big City, Big City Space Speakers in the house makes a motherfucking noise. Hey. Tạ tim để story em, nhắn tin để chung đi em, có phim thì sorry em, đóng 10 giờ PM, em thích có si game, hợp bằng anh thật là si em, xem thật là PM, vì anh thật là si em. Chói em bằng cà vạt, penthouse Chanel ạ. Nếu mà ngoan em sẽ bị thương, nếu mà hư em sẽ được phạt. K-O-A-T-Y up you hay là mắc thêm fan thì không sao đâu. Giờ anh không thường say yes và em không thể say no. Nhìn em lúc nào cũng first, make em hay to say ooh. Happy birthday to you. Happy birthday to you.